Đà. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đã đến đang đã đến xem kênh của Ngọc Ánh kênh Your Real Estate USA chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư bất động sản và kinh nghiệm về môi bán bất động sản. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cách đầu tư mà ít vốn là đầu tư những nhà mobile home. hôm nay mình sẽ tìm hiểu cho các bạn cho các bạn sẽ nghe mobile home là gì mobile home là những cái xe trong đó có đủ cái um, phòng ngủ phòng tắm thì um, ở mỹ thì nó có mobile park tức là những những một cái một một cái sân rồi từng từng cái phần đất thì nó có um, gắn vô ống điện, ống nước, ống ống thải nước ha. Rồi uh, có một cái căn nhà uh, có máy giặt để để cho uh, máy giặt vào nhà tắm để cho uh, những người những người không muốn sử dụng nhà tắm trong cái ngôi nhà của họ thì ra là họ làm nhà tắm. Thì nó có nhiều loại mobile phạt cái mắc cái rẻ. Thì cái mobile park đó là có lại có loại như là thứ nhất là những cái loại mà một người chủ làm chủ hết cái mobile Park rồi người nào mướn thì phải mướn chỗ thì là thì là chủ giao cái tiền mướn bao luôn cả cả tiền nước tiền điện và tiền thuế thì thì những người mà không có tiền nhiều thì hỏi vô trong mobile park đó rồi họ họ mua lại những cái cái xe cũ á, tại cái người ta ở đó rồi người ta ổn thời gian rồi người ta có tiền rồi người ta dọn đi người ta mua nhà nhà chính thì ta, ta ta, bán lại thì rẻ lắm bạn bạn có thể mua một cái đó đó chừng 700 đô 800 đô không có mắc hai phòng hai phòng hai phòng ngủ phòng khách cái nhà bếp chừng 800 đô ngàn đô tùy theo cái to cái nhỏ rồi rồi bạn Mua đó rồi bạn cho mướn lại thì cho mướn nó không có nhiều, cho mướn chừng tám chín trăm đô một tháng. Nhưng mà cái đó là phải là bạn phải bắt bạn bắt đầu bạn mua rẻ thì bạn có vài ngàn đô bạn mà cũng đưa đưa một hai hai ba cái. Thì từ từ rồi rồi, 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 rồi. rồi bạn lấy lại tiền vốn rồi còn tiền lời rồi mua thêm có người có người đó là họ làm chủ cả mười mấy cái. Thì mình cũng làm chủ được hồi đó mình làm chủ được năm căn rồi sau này đó thì uh, người xây dựng nó mua lại cái mobile phạt đó để nó nó cất uh, chung cư thì uh, nó nó trả tiền cho những người mà trong mobile phạt nó trả nó trả là nó nó cho mọi người 5 ngàn đô hồi đó mình bỏ ra có 700 700 đô để mình mua rồi mình cho mướn là um, 900 đô mình trả hết hai trăm rưỡi tiền tiền đóng tiền đóng mỗi tháng cho cái chỗ đi nước điện nước để cho người ta mướn đó thì mình cũng được mình cũng được mình cũng được lời là 500 đô tính sửa chữa này kia lâu lâu sửa chữa chút thì mình cũng còn lời cũng cũng là bốn trăm rưỡi thì thì cái đó là lời góp nhẹ ha những người nào mà không có tiền hay là muốn để dành tiền đó thì họ họ vô cái đó họ ở họ mua luôn hay là họ họ, họ mướn vậy thì nó khỏe mà không phải ở bảy tám bảy đô bảy trăm đô là cái mà cái nhà của mình Có hai phòng của mình không có phải mà lệ thuộc ở chung với ai thì mình sẽ có nhiều người Việt Nam cũng bước bước đầu đó qua bên qua bên Mỹ đó thì không muốn ở chung với người ta mà không muốn trả tiền phòng trọ nhiều á nên thường thường ở phòng trọ thì sáu bảy trăm đô mà 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 cũng có một phòng thôi cái này là mà là có khi là được có khi được ba phòng hay là hai phòng mà rộng lớn mà nhà của mình luôn nhà của mình luôn mình ra vô mình làm gì mình làm thì đó là cái cái đầu tư cái mobile park đó đó là hoặc là bọn mua bạn mua cái 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 bạn, bạn vô bạn đi 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 chơi đi, cái đó, cái bạn cái đi chơi đi vòng 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 trong cái khu mà có mobile park đó rồi mình qua làm quen rồi mình nói chuyện rồi mình nói là mình muốn mua để mình ở chứ mình nói mình mua để cho mình cho mướn người ta ghét đúng không thì, thì mình muốn cho ở thì khi là ai bán người ta nói cho mình biết đó là cái cách đầu tư về mua biểu mà rẻ tiền. Còn có nhiều mobile vi là rất là sang trọng Nhất là ở những vùng du lịch như Miami đó Thì rất là sang trọng Thì cái cái người chủ Cái cái cái, cái, cái người chủ đó, là họ là chủ luôn miếng đất luôn ạ Họ để cái mobile view lên là của họ luôn Tại họ xét rất lên, họ sửa chữa đẹp đẽ lộng lẫy đó mà Là của họ luôn là giống như là nhà của họ thì, thì nó hơi mắc hơn cái khi khi bạn phải trả thì thì, chỗ phải bán trả hai chục ngàn ba chục ngàn đó. các chỗ bạn mà trả mấy trăm ngàn đến chỗ đó nó gần biển này kia thì chỉ là thì giữa, giữa những giữa những cái căn nhà triệu phú bạc, triệu đô thì có những cái mobile phạt mobile đó là, là chừng năm chục ngàn là họ họ chủ miếng đất luôn họ đóng thuế họ chủ miếng đất luôn là là cái, là cái miếng cái miếng đất nó có giá trị cái nhà mobile home nó không có giá trị nhiều tại vì nó nó là bằng tôn rồi rồi rồi, rồi, rồi lót lót giáng à, lót lót dán làm làm trang trí để để cho nó đẹp cho ở nhưng mà nó không có giá trị bao nhiêu cái giá trị là cái miếng đất thành ra cái nhà nào mà họ là chủ miếng đất á, thì là nó nó nhiều tiền hơn là mình chỉ mua cái chỗ mà mà nhà mobile park mà mà phải mướn chỗ thì mướn chỗ là cái ông chủ ông là chủ thì đó là bước thì bước đầu những người, những người có bà biết mình biết có người đó là đi làm neo hai vợ chồng lên tháng năm sáu ngàn mà họ đi ở mobile park vậy đó cũng khỏe cũng rộng rãi cũng máy lạnh cũng sạch sẽ vậy không kém gì nhà chung cư thôi mà chọn có sang thôi mà họ họ để dành tiền để sau này họ sắm nhà sắm cửa họ mua tiệm thì uh, nếu mà muốn đầu tư cái đó thì cũng dễ mà bạn phải đi kiếm vô những cái phương cái đăng báo không có trên mạng trên mạng của Reuters cũng không có và ít quá ít tiền quá đưa uh, ra nó không có làm thì bạn phải uh, coi báo địa phương rồi bạn tới chỗ đó ba lê la chỗ đó bạn hỏi thăm bạn làm quen với người nào đó um, để uh, để mình uh, họ báo cho mình biết ai muốn ai muốn bán thì um, hồi mình, hồi đó mình biết đó là cái 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 bà đó bà bà người mỹ mà bà chuyên mua sửa quần á thì uh, mình 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 tới mình sửa quần một hai lần thì mình mua đồ mua mua những cái nào có cái nào mình cần sửa mình sửa thì mình làm quen với bà mình làm bằng bạn luôn cái bà cho mình biết những, những cái nào mà những người nào mà mà họ bán thì mình mua mình mua lại có 700 700 700 đô 800 đô một căn một căn như có hai phòng uh, hai phòng ngủ phòng khách thì ở trong họ lót lót thảm họ lót gì cũng đẹp lắm không thu về nhà mà không thì nhà chỉ là cái chỗ nó không xa không có xe chung quanh không có cây không có cỏ mà cũng cũng có một chút uh, miếng đất để người ta trồng chút uh, rau người ta trồng bông cũng có thì bữa hôm nào bạn rảnh rang đó khi bạn đi uh, kiếm những cái mobile park á bạn coi có thứ rẻ tiền có thứ mắc tiền có thứ là nguyên cái nhà rộng có thứ là nó, nó chỉ để một cái chỗ đậu cái đậu cái camping car thôi ở Florida thì nó hay nhiều lắm bởi có nhiều du khách đó như người Canada đó, trời lạnh đó thì họ xuống Florida ra thì họ hạ tiện tiền họ không có muốn đi mướn nhà tốn tiền thì họ vô họ mua một cái một cái một cái cái, căn mobile mobile vậy là ngàn đô để cái họ họ đi họ đi Canada tới thôi mùa lạnh họ chạy xuống họ ở còn thường thì họ để cho ai ở giữa nhà thì cái đó cũng cách rất rẻ để mà hưởng để mà hưởng già ở, ở Mỹ nó có nhiều cái lắm, nhiều nhiều cái hay lắm bạn ơi, những cái bất ngờ luôn á. Mình không có ngờ là, là là mua chỗ đó mà có 700 đô cái thôi. Tại cái bà bà mà sửa quần cho mình bà nói nè, kế bên là bán là bây giờ bà già vô diễn lão rồi, rồi bà muốn bán. Rồi cái mình hỏi bao nhiêu vậy cái bà chị bà nói là bà đòi ngàn đô. Rồi mình trả xuống, mình cũng trả chơi hả Không ngờ bà chịu. Mình trả 700 cũng không ngờ bà chịu. Thành <laughs> ra bà có nhiều cái lắm. Có có nhiều cái đầu tư ngộ lắm. Rồi sau, sau này cái chỗ đó thì mình thì xây dựng nó mua lại nguyên cái đó thì nó thì ở Mỹ là không phải nó mua lại đuổi người ta đi ha thì xây dựng nó cho những người mà mà chủ nhà chủ từng căn đó thì nó cho 5.000 còn người mướn nhà thì nó cho ngàn để đi còn chủ còn ông chủ thì hồi đó mua miếng đất không bao nhiêu bây giờ là ông, ông bán là cả mấy triệu đô thì nó cất lên chung cư hạng sang ngộ lắm để, để, để mình Mình sẽ đi tới những chung những những cái cái mobile park đó, đó thứ rẻ tiền thứ mắc tiền cho bạn coi Thì ở mỹ không không phải là ai cũng nợ nần không phải là mình không có phải là mình cần phải mua nhà ba uh, trăm ngàn như này, kia rồi mình uh, cổ mình trả có nhiều người họ họ giản dị lắm bạn họ tiền nhiều lắm nha mà họ chỉ sống giản dị như vậy thôi đó có nhiều mobile park mà có hồ nước có cây có cảnh đó, uh, cũng có rồi họ ở họ, họ, họ sống giản dị thôi cái nghe, nghe nói, cái ông ở mobile park ở gần đó, đó mà ông ông chết ông để lên nhà thờ một triệu bạc ừ tiền dành dụng dành dụng bao năm rồi ông, ông thừa kế uh, ông, ông ông thừa kế của họ hàng đó uh, mất để lại cho ông này kia rồi ông ông dùng lại cả triệu thì ông, ông, ông để bỏ ngân hàng rồi mỗi lần ông lấy ông ăn ông lấy ra tiền ăn thôi tiền ăn đi du lịch thôi ông lấy cái nhà đó đâu có cần phải bỏ chi nhiều tiền cho nó ông đi du lịch hoài thì đang mua chi cho nhà cho sang mình biết có nhiều người bạn hỏi triệu phú đại gia mà không không ở nhà nhà rộng, ở nhà lớn là làm mọi cho nó, là phải đóng tiền cho tiền đất cho chính phủ, kiếm nhà nhỏ nhỏ mình ở rồi mình đi du lịch. Có nhiều cái, mình có nhiều cái hay lắm bạn ơi. Có có người đó, nó 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 có nhà cái nó cho người ta mướn, nó đi nó đi đi, đi, đi đi lên tàu du lịch, ở nó luôn, ở cái tàu này tháng đi cái đường này rồi ở, tạp kia tháng chán đi đường khác là có người ăn có người dọn có người dọn bàn có người làm giường có người làm chiếu khỏe mà nếu mà ở lâu như vậy á thì là là rẻ tiền lắm bạn khi một đám không một đám học quen nhau hết á người lên gì người người mà về hưu đó một đám mà quen nhau hết như là một đám cũng như là hai chục người vậy nó quen nhau ha mười gia đình vậy đó rồi cái là nó cùng nhau nó đi nó đi tới tàu này đi đường này nó ở nó ở nó ở nó ở một tháng rồi xong một cái đi qua tàu khác thì biết bao nhiêu là tàu du lịch mà tàu nó cũng cho mướn rẻ lắm mà ăn thì ăn, ăn ăn ngon tuyệt vời ở trên tàu là ăn như nhà khách sạn năm sao rồi bắt đầu mình kể chuyện đó cho bạn nghe mình khám phá được tại mình đi đi du thuyền rồi mình mình mò mẫm lên trên lầu cao á mà chỗ nó nói là private á cái mình 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 ăn bận cái sang cái mình mò vô cái là cái là là, là là mình ăn ăn chung ngồi chơi với mấy người trong private thì nó mới kể cho mình nghe À, nó có nhiều chuyện mình thật ra mình muốn làm giàu muốn kiếm tiền mình phải ở lâu ở ở, ở lâu ở Mỹ rồi mình học hỏi mình hỏi họ mình hỏi thăm này kia để mình thành công chào các bạn nha rồi mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn những cái vui vậy bye bye